Em thầy giáo bản hôm nay lại mua được một cái lô lan rất là đẹp, hàng thuần dân tự nhiên. Đấy. Thì em lên những cái chậu siêu phẩm này nhé. Đây là hạc vĩ lá mít này, các bác nhìn thấy này. Đấy. Một cái chậu như thế này rất đẹp đúng không ạ? Chậu này rất đẹp. Chậu này giao lưu với anh em là 600. 600. Mọi người nhé, 600. Hàng rời, hàng rừng có đầy đủ ạ. Chậu đuôi tròn siêu khỏe, dáng siêu khỏe này. Các bác biết là nó trồng ở trong cái xô phân này, xô phân dê này, dã man này. Chậu này giao lưu anh em là 1,3 triệu. Các bác nhé, siêu phẩm. Còn mấy siêu phẩm ở trong kia nữa này. Các bác theo dõi video nhé. Đấy, chậu phi điệp lá chuối. Cứ nói đùa với nhau thế. Chậu này, chậu này 7 sen này. Đấy, cái lá của nó này. Trời ơi, sao nhà mình chăm thế nào mà năm đầu nó mới chỉ ra được 20 phân rồi mà cái này được 70 phân rồi. Một chậu này 1, 2, 4, 3 thân. Đấy, mấy kỳ trên này nữa. Chậu này thì giao lưu với anh em là 600 nghìn. 600 nghìn mọi người nhé. Đây. Em đặt cái bàn tay này vào cho các bác dễ hình dung. Kín 4 ngón, em vừa đo đúng 7 sen luôn mọi người nhé, 7 sen. Tiếp theo một chậu đuôi tròn, chậu này thì chắc là nhổ cây thôi quá. Chậu này thì cũng là siêu phẩm, chậu này là 800. Đây, trồng ngập trong phân, lá chỗ này nó bị hỏng, đấy. Chậu này 800. Chậu này 700. Đây, chậu này 700 này. Hàng nhổ cây, em nhổ hai mấy cái cây này nhé. Cái này nặng, nó nặng hàng 7-8 cân ấy. Trồng một cái thùng đựng kem này, các bác biết này như nào. Chậu này 700. Một chậu tiếp theo. Chậu này cũng biết, chậu này nhẹ nhẹ. Chậu này lấy các bác là 200 nghìn. Để trồn phi điệp à hạc vĩ. Đấy. Tiếp theo là hàng siêu phẩm, cho các bác xem mấy cái siêu phẩm. Siêu phẩm luôn nhá, siêu phẩm. Trúc mảnh, rồi, trúc mảnh đây. Đẹp xuất thần luôn. Chỗ này không biết được bao nhiêu cân. Chỗ này bán cho giao lưu cho anh em này. Bao nhiêu cân nhỉ? Chả biết nó là bao nhiêu cân. Chỗ này tầm khoảng cả chỗ này nó khoảng 7 lạng, bán cho các bác 200 nghìn. Cái này rất là đắt nhé anh em, 200 nghìn. Hoa rất đẹp luôn. Hoa phải nói là siêu phẩm luôn. Đấy, đây chậu phi điệp. Tiếp theo lá chuối nữa đây này. Chậu này thì nó bị đứt cái quai xô. Ui ôi. Chậu này đứt cái quai xô. Chậu này giao lưu với anh em là 1 triệu. Cái lá của nó này. Ui dồi ôi, thân già này. Hàng đẳng cấp luôn. 1 triệu. Chậu này, chậu phi điệp này, phi điệp rừng, phi điệp tím thường này. Đấy. Em xem ba chậu phi điệp này đều là hàng lá chuối mọi người nhé. Thân hoa thì dài xuất sắc. Hàng này giáp danh với Sơn La, Than Uyên quê em. Một chậu hạc vĩ 500. 500. 500 nhé. 500. Đây. Đây. Thân gỗ bóp mục. Bóp kêu ọp ọp rồi. Đây siêu phẩm này. Siêu phẩm trôn này thì giao lưu với anh em là 2,2 triệu. Hơn tất cả những cây trôn mà các bác có thể nhìn thấy. Rồi ô. Đây. Nặng lắm cái chậu này. Chậu này phải yến nên là
nhổ cây không ảnh hưởng đến tác phẩm này. Đấy, anh em nhé, 2.200.000 đồng. Mấy cái này nó ở dưới nó đặc cho nên là dễ nó không đâm xuống được đâu anh em. Đấy. Chỗ đùi gà này có phải là siêu phẩm không? Siêu phẩm đùi gà. Kiều em có khoảng chục cân, 150.000 một cân. Kiều vàng mọi người nhé. Còn đây là chậu tam bảo sắc. Rể này cũng rất đẹp. Em lấy ra cho các bác xem. Rể này rất đẹp. Cái điện thoại này nó thay đổi ánh sáng ghét thế nhỉ. Đấy. Chậu tam bảo sắc này 800 anh em nhé. Không lỗi lầm một tí nào luôn. Em có đùi gà tròn 200.000 một cân. Hàng cân nhé. Đây. Thân to như ngón tay luôn. Thân to như ngón tay luôn. Có khoảng 7-8 cân. Bác nào muốn mua thì inbox và Zalo em chụp em quay video cho xem, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho các bác xem. Tươi giói luôn. Kiều. Đuôi tròn đây có một bao 9 cân. Bác nào lấy thì em bán luôn cho.